Thưa quý khán giả, trong quý 3 này, thành phố Cần Thơ dự kiến sản lượng trái cây thu hoạch đạt trên 23.600 tấn, bao gồm mận, mít, dâu Hà Châu, nhãn, măng cụt, chôm chôm và cây có múi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên giá trái cây bị giảm nhiều và hiện nay rất ít thương lái đến vườn thu mua. Bên cạnh đó, còn số lượng rất lớn lúa và rau màu cũng cùng chung cảnh trạng. Làm sao để giảm bớt thiệt hại cho bà con nông dân, nhanh chóng kết nối cung cầu và tháo gỡ những vướng mắc trong khâu phối hợp? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ với ông Nguyễn Tấn Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ. Thưa ông, thời gian gần đây, đặc biệt là từ khi cái dịch Covid bùng phát lần thứ tư đó, thì lượng nông sản hàng hóa của bà con nông dân ở Cần Thơ ùn ứ rất là nhiều. Trước hết thì xin ông cho biết một vài con số thống kê tính cho tới thời điểm này ạ. Trong cái đợt dịch lần thứ tư này bùng phát trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì do giãn cách xã hội, do đó là cái tiêu thụ hàng hóa nông sản cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, từ 21 tháng 7 đến nay thì cái sản lượng mà hàng nông sản, thủy sản tồn đọng là mà cần hỗ trợ để tiêu thụ là khoảng 15.800 tấn. Trong đó thì phần lớn là trái cây khoảng trên 10.500 tấn, khoảng 4.000 tấn thủy sản và rau củ thì khoảng 1.500 tấn. Trước đây thì bà con mình thường tiêu thụ qua các kênh thương lái. Do đó là khi mà thực hiện giãn cách thì cái giao thương, cái đội ngũ thương lái đi đến các địa phương rất là khó khăn. Do đó là không thể thu gom để tiêu thụ được. Khâu vận chuyển cũng vậy, các cái phương tiện vận chuyển cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xin cái giấy phép vựa luồng xanh. Do đó là những cái ngày đầu dịch đó thì rất là khó khăn trong cái việc tiêu thụ. Tuy nhiên thì qua đó, qua cái kết nối tiêu thụ rồi hỗ trợ của các cái sở ban ngành cũng như là của cái tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp thì dần dần thì cái hàng tồn đọng cũng được giải tỏa bớt. Hiện nay thì cái lượng nông sản của Cần Thơ, đặc biệt là đối với dâu Hà Châu thì cũng đã được tiêu thụ cái lượng khá. Hiện nay thì theo thống kê của phòng nông nghiệp Phong Điền thì chỉ còn khoảng 250 tấn so với tuần trước, là chúng ta tồn khoảng 1.000 tấn dâu là không tiêu thụ được. Thưa ông, đối với những vùng trồng mà thuận lợi đường giao thông đó, thì chúng ta đã giải cứu một phần nông sản cho bà con. Nhưng mà qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết đối với những cái vùng trồng mà khó khăn về đường giao thông hoặc là ở những cái khu phong tỏa thì hiện nay cái lượng nông sản ùn ứ rất là nhiều. Như vậy thì thời gian tới các ngành, các khu quan sẽ có những cái giải pháp gì để mà giúp bà con nông dân giải cứu nông sản để đảm bảo là cái lượng mà nông sản bà con sản xuất ra thì sẽ được tiêu thụ tốt ạ? Ngành nông nghiệp cũng tiếp tục là phối hợp với các cái quận huyện, các phòng nông nghiệp, các cái quận huyện, phòng kinh tế, các cái quận để chúng ta hỗ trợ cho những, đặc biệt là những cái vùng mà bị phong tỏa thì thương lái rất là khó đến để thu gom. Do đó là sẽ vận động các cái cơ quan đoàn thanh niên rồi các cái lực lượng xung kích để hỗ trợ bà con thu hoạch và vận chuyển ra các cái điểm tập kết để có thể thu gom, là hỗ trợ tiêu thụ cho bà con. Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.